Vâng, xin chào mọi người nhé. Ngày hôm nay em lại mua được khoảng độ 50 kg cái sâm cao đen. Sâm cao đen đợt này dù là chưa nhặt nhưng mà củ rất là to các bác nhá. Củ to già. Đây các bác xem trên hình ảnh này. Đấy, củ to và già. Cái này là chưa nhặt đâu đấy các bác ạ. Chưa nhặt đi củ nhỏ đâu. Mà nó gần như là giống như mà mình nhặt đấy. Có khi còn đẹp hơn là mình nhặt rồi ở những cái chuyến hàng khác. Cái này là hàng ở giáp biên giới với Lào đấy các bác, nó mới có còn rừng già và nó đất nó tốt thì nó lâu năm chưa có ai đụng chân đến để mà khai thác. Chưa có ai tới để khai thác thì bây giờ mới khai thác thì củ nó mới to và già như vậy đấy các bác này. Đây, chuẩn hàng rừng 100% nha các bác nha. Đấy. Đây các bác xem này. Đây. Đây rất là lâu năm. Đây. Loại này mới tốt đấy các bác này. Cà Dao người ta có câu là sâm cau bổ thận tráng dương, đỏ da đen tóc gân xương mạnh liền, giúp cho giai lão bách niên, tăng cường sinh lý vững bền dài lâu. Chính là cái củ này đây các bác nhá, sâm cau đen hay còn gọi là tiên mao, hay có tên khác gọi là cồn ốc lan. Cái này thì chúng ta có thể là ngâm rượu này, rồi là có thể là hấp cách thủy phơi khô nấu nước uống. Đấy. Thì những ai không uống được rượu thì chúng ta có thể là làm khô để mà sử dụng. Thì công dụng như trong cái bài ca dao người ta đúc kết lại rồi đấy các bác. Thì cho thấy được là cái tác dụng của sâm cao đen rất là tốt trong cái việc mà tăng cường sinh lý nam. Ngoài ra thì nó chữa đau nhức xương khớp thì vào hàng số 1 luôn đấy các bác. Chữa đau lưng rất là tốt cái loại này. Có những người mà gọi cho em mua cái củ này là chỉ để chữa đau lưng thôi. Để chữa đau lưng chứ không phải là để mà tăng cường sinh lý đâu. Đau nhức xương khớp, đau lưng mỏi gối. Cái này mà kết hợp với hà thủ ô này, rồi là châu cổ này, với đỗ đen xanh long này, thì thành một cái bài thuốc bổ thận trắng dương, chữa yếu sinh lý nam, xuất tinh sớm, khó cương cứng liệt dương và đặc biệt là vô sinh hiếm muộn ở nam giới các bác nha. Phải được những cái củ già như vậy thì nó mới tác dụng của nó mới cao, dược tính nó cao mà các bác. Người Trung Quốc thì lại có câu là Trung Quốc thì có nhục thông dung, còn Việt Nam thì có sâm cao đen. Nói như vậy là để cho thấy được là mỗi đất nước thì có một cái sản vật riêng, có những loại dược liệu riêng mà nó có cái tính năng công dụng nó cao trong cái chữa bệnh. Thì sâm cao đen của chúng ta có thể là sánh ngang hàng với lợi nhục thông dung của Trung Quốc các bác ạ. Đấy. Ngoài ra ở đây thì em có cả củ khúc khắc ngọt này, thủ phục linh này các bác. Cái này nấu nước trong mùa hè thì quá tuyệt vời luôn. Vị ngọt dễ uống, làm mát cơ thể, tăng cường chức năng lọc máu của thận, lọc máu giải độc của cơ thể đấy các bác, làm mát gan. Cái này có thể là ngâm rượu thì rượu da màu đỏ rất dễ uống. Ngâm rượu này, rồi ta có thể là băm phơi khô nấu nước uống. Thì trong mùa hè này thì dùng cái nước thủ phục linh này, khúc khắc ngọt này thì quá là tuyệt vời luôn. Nhất là những ai hay uống rượu nhiều ấy, thì chúng ta nên dùng cái thủ phục linh này nha các bác nha, làm mát gan giải độc, làm nhẹ nhõm cơ thể, hạ mỡ máu, hạ huyết áp này. Những ai huyết áp cao, mỡ máu cao thì dùng cái củ này nấu nước uống hàng ngày thì nó sẽ hạ mỡ máu rồi điều hòa huyết áp để chúng ta cho huyết áp trở lại bình thường. Ngoài ra nữa một cái công dụng mà rất được nhiều người sử dụng cái củ thủ phục linh này, khúc khắc ngọt này đấy, đánh chưa, đó chính là nó giúp cho chúng ta ăn ngon ngủ ngon, đấy, tiêu hóa nhanh. Ta ăn uống cái này thì bụng nó nhanh đói lắm, đấy, bụng nhanh đói, ăn ngon ngủ ngon mà các bạn. Thì đấy là một trong những chức năng công dụng chính của cái thủ phục linh khúc khắc ngọt này. Ngoài ra nó còn chữa viêm da cơ địa này, đấy, giang mai này, rồi là những người hay bị mùa hè nóng ấy, thì nổi mẩn ngứa, ta gãi rồi ngứa nhiều ấy. Rồi viêm da cơ địa thì dùng cái loại này là tốt nhất đây các bác. Đặc biệt là những ai bị bệnh gút nha các bác nhá, những ai bị bệnh gút thì dùng thủ phục linh này phối hợp với lại gắm đen gắm trắng thành một cái bài thuốc chữa bệnh gút rất là tốt. Có những người ta chỉ cần nghiền cái bột thủ phục linh này ra mà lúc mà cái cơn đau bệnh gút ấy, nó sưng đỏ tấy lên do chúng ta có thể là ăn nhiều cái đồ mà nó chứa đạm ấy. Chẳng hạn như thịt chó này, hay là thịt con rúi này, hay một số những loại động vật mà giàu đạm, thực phẩm giàu đạm thì chúng ta sẽ bị sưng tấy các cái đầu ngón chân ngón tay lên, sưng tấy đỏ lên. Lý do là vì nó gia tăng cái lượng axit uric ở trong máu khi mà ta ăn cái thực phẩm giàu đạm ấy. Và axit uric trong máu đấy nó sẽ chuyển hóa thành các cái tinh thể muối urat và nó
đâm vào các cái xương khớp đấy, nó làm chúng ta cọ sát vào và nó đau, nó sẽ viêm sưng tấy đỏ lên như thế. Thì dùng cái thủ linh khúc cá ngọt này thì nó hạ rất là nhanh cái axit uric, hạ mỡ máu mà các bác, nó tăng cường cái chức năng lọc máu của thận, đào thải cái axit uric. Đây là em vừa mới giới thiệu với các bác về hai cái vị thuốc trong cái ngày hôm nay, mà toàn những cái hàng già, hàng chất lượng nha các bác nha. Ai có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0388 98 4410, và đó cũng là số Zalo của em luôn. Vâng, xin chào và hẹn lại các bác trong những video tiếp theo.